Mẫu bản vẽ.vn cho tôi hỏi có cái mẫu nhà vườn nào 3 phòng ngủ mái Nhật hiện đại mà giá chỉ khoảng gần 1 tỷ không? Vâng, xin chào bác Tùng nhá. Hôm nay mẫu bản vẽ.vn muốn giới thiệu với các bác một mẫu nhà vườn mái Nhật cực kỳ đẹp, bắt mắt. Các bác có thể tham khảo về công năng của công trình này. 3 phòng ngủ, khách, bếp, ăn đầy đủ và giá chỉ dao động khoảng trên dưới 1 tỷ thôi. Đây là công trình do mẫu bản vẽ.vn thiết kế cho anh Nguyễn Quốc Thế ở khu vực Nà Hang, Tuyên Quang. Nếu các bác thấy cái mẫu bản vẽ này hợp lý thì có thể liên hệ với mẫu bản vẽ.vn theo số điện thoại bên dưới để bên em có thể gửi hồ sơ bản cứng và bản PDF cho các bác nhé. Với giá bản vẽ mua y nguyên lại gồm kiến trúc, kết cấu, điện, nước là 6 triệu đồng. Sau đây xin phép là chia sẻ chi tiết về công năng của công trình này để các bác cùng tham khảo nhé. Chiều ngang của công trình là 16m17 phủ bì và chiều sâu của công trình phủ bì là 10m32. Công năng thì gồm một khu phòng khách 45m2, phòng thờ 7m2 và 3 phòng ngủ, trong đó có một phòng ngủ có vệ sinh khép kín là 18m2 và vệ sinh khép kín là 4m2 và 2 phòng ngủ còn lại là 13m2. Khu vực bếp cộng ăn là 30m2 và một khu vực vệ sinh chung. Thực sự rất rộng rãi, thoáng, phù hợp với 2 đến 3 thế hệ. Các bác cùng em ngắm lại chi tiết công trình này một lần nữa nhé. Và đừng quên liên hệ bên em để mua lại hồ sơ thiết kế này hoặc là thiết kế mới. Dịu dàng hòa cùng núi non xa khơi, nhà vườn hiện đại giấc mơ anh đã tới, anh thế tự hào nơi tổ ấm dạng người. Nhà vườn mái Nhật đẹp lung linh sông núi, anh thế hạnh phúc bên tổ ấm dạng người. Thiết kế hiện đại hòa mình cùng thiên nhiên, ngôi nhà yêu dấu nơi bình yên thân thương. Mỗi sáng mai về nắng vàng phủ mái hiên, gió mát nhẹ nhàng ngôi nhà thêm yên bình. Anh thế đã có nơi giấc mơ xanh ngát, từng bước quay về đồng đầy yêu thương chào. Nhà vườn mái Nhật đẹp lung linh sông núi, anh thế hạnh phúc bên tổ ấm dạng người.